Sofoca, đồng hành cùng hiểu rõ trong 5 phút. Ô cắm 10i, cần 10 thiết bị, sale choáng váng lên đến 50%, giảm thêm 20%, dành riêng cho viewer của hiểu rõ trong 5 phút. Nhận voucher dưới comment ngay. Sofoca, thật đáng đồng tiền. Xin chào các bạn, như chúng ta đều biết, ngày 19 tháng 9, quân đội Azerbaijan đã bắt đầu mở chiến dịch được Baku gọi là chống khủng bố tại Nagorno-Karabakh. Quân Azerbaijan đã bắn phá dọc theo toàn bộ đường ranh giới, tiếng nổ đã vang lên ở Stepanakert, thủ phủ của Nagorno-Karabakh. Còi báo động không kích liên tục kêu. Lý do trực tiếp dẫn tới việc Azerbaijan mở chiến dịch chống khủng bố đó là phía Baku buộc tội Yerevan khiêu khích các phần tử người Armenia tại khu vực đã gây thương vong về người, với 3 cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ nổ ô tô trên đường cao tốc Ahmetbeli-Fuzuli-Susa. Vì vậy, Baku bắt đầu chiến dịch ngày hôm qua mà họ gọi là chống khủng bố. Baku tuyên bố rằng các cuộc tấn công chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự. Chính quyền Azerbaijan đảm bảo rằng người dân và các cơ sở hạ tầng dân sự sẽ không bị tổn hại. Đồng thời, Baku khuyến cáo người dân Nagorno-Karabakh tránh xa các cơ sở quân sự và không ủng hộ quân đội Armenia. Tổng thống Azerbaijan sau đó tuyên bố rằng các điều kiện cho hòa bình là quân đội Armenia đóng ở Nagorno-Karabakh phải kéo cờ trắng và rút hoàn toàn khỏi vùng này, cũng như phải giải tán chính quyền không được công nhận ở thủ phủ Stepanakert. Bộ Quốc phòng Azerbaijan hứa sẽ bảo vệ các cơ sở hành chính, xã hội, giáo dục, y tế, tôn giáo và các công trình khác. Phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật và người bệnh sẽ được cung cấp những hỗ trợ cần thiết, bao gồm cả chăm sóc y tế. Người dân trong khu vực có chiến sự sẽ được cung cấp nước uống và thực phẩm để sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Các hành lang nhân đạo, trung tâm tiếp nhận đã được tạo ra trên tuyến đường Lasin và ở những nơi khác. Như vậy, rõ ràng, bản chất của chiến dịch chống khủng bố của Azerbaijan là quét sạch phần tử chống đối, thu hồi Nagorno-Karabakh. Trong khi đó, chính quyền Yerevan tuyên bố rằng quân đội Azerbaijan đang tấn công các mục tiêu dân sự và đang tiến hành pháo kích lớn vào các thành phố và làng mạc ở Nagorno-Karabakh. Tuy nhiên, chính quyền Armenia chưa có hoạt động quân sự đáp trả và trong một ngày đầu tiên, quân đội Azerbaijan đã buộc vùng ly khai này đầu hàng. Và Armenia gần như không có động thái nào ngoài việc Bộ Ngoại giao Armenia tuyên bố đang xảy ra một cuộc xâm lược quy mô lớn và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga thực hiện các biện pháp để ngừng bắn. Thủ tướng Armenia Pashinyan cho rằng Azerbaijan đã vi phạm đường ranh giới và đang cố gắng đánh chiếm để giành quyền kiểm soát các khu vực đông dân cư ở Nagorno-Karabakh. Nhưng cuối cùng tất cả không có gì hỗ trợ, điều này rõ ràng thể hiện sự bỏ rơi của Yerevan với Nagorno-Karabakh. Cũng chính vì vậy, sự phẫn nộ tại thủ đô Yerevan, người dân Armenia tập trung gần tòa nhà chính phủ, chặn tất cả lối đi tới quảng trường Cộng hòa ở trung tâm thủ đô. Từ trưa đến chiều tối qua, căng thẳng ở thủ đô Armenia ngày càng tăng, những người biểu tình yêu cầu chính quyền phải có biện pháp. Đám đông liên tục hô vang, Nikol là kẻ phản bội. Cáo buộc Thủ tướng Nikol Pashinyan không có những biện pháp để cứu người Armenia ở Nagorno-Karabakh. Theo các phóng viên, tình hình trở nên đáng báo động, không chỉ với những người tập hợp ở quảng trường, trung tâm bày tỏ sự bất bình đối với chính quyền hiện tại, mà hầu hết mọi người dân Armenia cũng đồng tình với việc đó. Họ thất vọng với chính phủ đi lên từ cuộc đảo chính của Thủ tướng Nikol Pashinyan với xu hướng thân phương Tây. Ông Pashinyan là nhà lãnh đạo của cuộc biểu tình ở Armenia năm 2018, kêu gọi đám đông gây sức ép buộc Thủ tướng Armenia đương nhiệm Serzh Gardian và chính phủ phải từ chức. Cuộc biểu tình này thành công. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2018, trong cuộc bầu cử sớm, ông Pashinyan đã ra tranh cử. Ban đầu, ông ta không đạt đủ số phiếu từ nghị viện để tự mình trở thành thủ tướng. Nhưng đến ngày 8 tháng 5, Ủy ban bầu cử Armenia tiến hành bầu bổ sung và sau đó ông Pashinyan đủ số phiếu và đắc cử lãnh đạo Armenia cho đến ngày nay. Tuy nhiên, làn sóng biểu tình không chỉ nhắm vào Thủ tướng Pashinyan, một người thân phương Tây, mà tại Đại sứ quán Nga, những người ủng hộ ông Pashinyan và tin rằng Nga đã không hỗ trợ Armenia cũng đã biểu tình và nêu lý do việc Nagorno-Karabakh thất thủ do Moscow không hỗ trợ, từ đó kêu gọi bài trừ ảnh hưởng và xóa bỏ toàn bộ hình ảnh Nga tại Armenia. Vậy thì, với Nga, Armenia có ý nghĩa như thế nào và tại sao Nga lại không can thiệp quân sự vào Nagorno-Karabakh? Đầu tiên, với Armenia, để hiểu rõ điều này, cần xem xét hai khía cạnh. Từ xa xưa cho đến ngày nay, người Armenia có vai trò nhất định trong đời sống xã hội ở Nga, vốn là một dân tộc được coi là có đầu óc thông minh. Nhiều người ví Armenia như là người Do Thái của Liên Xô. Thời kỳ đó, rất nhiều người Armenia đảm nhận các chức vụ trọng trách ở các cơ sở khoa học và kỹ thuật. Cho đến nay, cộng đồng hải ngoại người Armenia cũng chính là cộng đồng lớn mạnh bậc nhất ở châu Âu. Chính họ đã giúp Armenia chiến thắng Azerbaijan trong cuộc chiến Nagorno-Karabakh lần thứ nhất 1992-1994. Họ quyên góp tiền để giúp Armenia mua vũ khí, thậm chí có cả quân nhân gốc Armenia có kinh nghiệm quân sự trở về nước. Điều này dẫn tới việc Armenia kiểm soát được một vùng rộng lớn bao gồm cả Nagorno-Karabakh và những vùng lãnh thổ xung quanh. Cho đến nay, cộng đồng hải ngoại Armenia tại Pháp là lớn nhất tại Liên minh châu Âu với khoảng 400.000 đến 750.000 người, tùy theo cách tính và họ vẫn được so sánh với người Do Thái. Còn tại Nga ngày nay, không ít người Armenia đảm nhận những công việc chủ chốt trong xã hội Nga.
ví dụ như bà Margarita Simonyan là tổng giám đốc hãng tên Naughty và Sputnik. Vì vậy, quan hệ gắn bó giữa hai nước Nga và Armenia ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, bạn bè và xã hội ở Nga, chứ không chỉ đơn thuần là giữa các dân tộc trong một vùng đất nước Xô Viết trước đây. Nếu Nga bỏ rơi Armenia thì tác động tiêu cực trước hết sẽ gây ảnh hưởng xấu đến chính xã hội Nga. Về vị trí địa lý, tuy Armenia không có biển hay có vai trò gì quan trọng, nhưng nếu Armenia theo phương Tây và NATO đặt căn cứ quân sự ở đây chẳng hạn, thì cả vùng phía nam của Nga nằm trong tầm bắn của tên lửa thông thường mang đầu đạn hạt nhân và rất khó bắn chặn vì khoảng cách khá gần. Và đây cũng là một trong những lý do chống lại việc NATO mở rộng sang phần biên giới của Nga và Tổng thống Putin phải tiến hành chiến dịch ở Ukraine. Vậy thì, quan điểm của Nga về cuộc xung đột Azerbaijan-Armenia là như thế nào? Trước hết, khái quát lịch sử khu vực Nagorno-Karabakh là miền đất có đại đa số người dân tộc Armenia sinh sống. Năm 1921, Nagorno-Karabakh được trao cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Azerbaijan. Và năm 1923, khu tự trị Nagorno-Karabakh được thành lập như một phần của Cộng hòa Azerbaijan với thủ phủ là thành phố Stepanakert. Trong giai đoạn cuối Liên Xô, chính quyền trung ương không thể kiểm soát tình hình khi chính trị tại Moscow đã suy thoái. Vì vậy, cuộc xung đột giữa các cộng đồng của các sắc tộc tại Nam Kazakh trở nên nghiêm trọng hơn. Và đến cuối năm 1988, phần lớn người dân của hai nước Cộng hòa Azerbaijan và Armenia đã tham gia vào cuộc xung đột ở khu tự trị này. Sau khi Liên Xô tan rã, trong các năm 1991-1994, cuộc đối đầu này đã dẫn đến các hành động quân sự quy mô lớn để giành quyền kiểm soát Nagorno-Karabakh và một số vùng lãnh thổ xung quanh. Đến tháng 5 năm 1994, Nghị định thư Bishkek về đình chiến đã được ký kết giữa một bên là Armenia và Cộng hòa Nagorno-Karabakh tự xưng và một bên là Azerbaijan. Tuy ngừng bắn nhưng sự hận thù giữa hai dân tộc ngày càng tăng lên. Hiện tại, Cộng hòa Nagorno-Karabakh tự xưng có dân số khoảng 150.000 người, 99% là người dân tộc Armenia. Còn trên hai đất nước, hầu hết người Armenia đều rời khỏi Azerbaijan và hầu như tất cả người Azerbaijan đều rời khỏi Armenia. Vì vậy, mâu thuẫn giữa hai quốc gia này là khá sâu. Bởi vậy, ngay từ những năm 1990, Nga đã cố gắng đóng vai trò bên thứ ba để làm trung gian hòa giải. Thực tế, đây là cách duy nhất bởi trước đó cả Armenia và Azerbaijan đều thuộc khối an ninh tập thể CSTO nên Nga không thể đưa quân bảo vệ bất kỳ quốc gia nào bởi đây là vấn đề giữa hai nước. Sau đó, khi Azerbaijan rút khỏi CSTO thì Nga vẫn không can thiệp quân sự được vào Nagorno-Karabakh bởi khu vực này thực tế thuộc lãnh thổ được công nhận của Azerbaijan. Trong khi đó, trước kia, Armenia đã đưa quân xung đột vào thời điểm trước năm 2020, họ đã kiểm soát không chỉ Nagorno-Karabakh và cả các vùng xung quanh thuộc lãnh thổ Azerbaijan. Vậy thì Nga rõ ràng không thể đưa quân vào giao chiến được. Đó là chưa kể tới hiệp định CSTO chỉ được kích hoạt khi một thành viên bị tấn công. Đây, Armenia thực tế đã chiếm đóng các khu vực lãnh thổ khác. Và việc Nga đưa quân gìn giữ hòa bình vào làm nhiệm vụ nhân đạo đã là hết mức. Thậm chí nếu xét nét thì như vậy là bất công với Azerbaijan. Nhưng về cơ bản, Moscow luôn đóng vai trò này trong cả chiến tranh Nagorno-Karabakh lần thứ nhất 1992-1994 và chiến tranh Nagorno-Karabakh lần thứ hai năm 2020. Tuy nhiên, khác với lần thứ nhất thất bại trước Armenia, với sự giúp sức của cộng đồng hải ngoại giàu có và quyền lực, thì 26 năm sau, trong chiến tranh Nagorno-Karabakh lần thứ hai năm 2020, Azerbaijan lúc này đã phát triển gấp bội lần một Armenia tụt hậu. Baku có cả dân số và kinh tế gấp 3 đến 5 lần Armenia. Thế hệ mới kiều bào Armenia giờ không còn hứng thú đến việc gửi kiều hối về giúp nữa. Kết quả là với tiềm lực mạnh cùng sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan chiến thắng vang dội trước Armenia, tái chiếm lại rất nhiều vùng bị Armenia chiếm từ năm 1994. Sau đó, Nga tiếp tục làm trung gian với quyết định giữ nguyên trạng. Kể từ đó trở đi, chính quyền Armenia cáo buộc Nga không giúp đỡ là làm ngơ trước việc Azerbaijan tấn công Nagorno-Karabakh. Thủ tướng Pashinyan công khai chỉ trích Moscow và tìm đến Washington như một giải pháp hơn hẳn. Mới đây nhất là cuộc tập trận chung Armenia với Mỹ. Gần 100 lính Mỹ tham gia tập trận chung ngay cùng thời gian Azerbaijan đã mở các hoạt động quân sự. Sau đó, ngay lập tức, giới chức phương Tây đã chỉ trích Azerbaijan và đây là cơ hội không thể tốt hơn để Mỹ có một vị trí rất quan trọng để đứng ra giải quyết xung đột hoặc ít nhất là đẩy mạnh truyền thông về việc Nga không giúp đỡ Armenia. Nếu đây trở thành sự thật thì Armenia chắc chắn nằm trong tầm kiểm soát của phương Tây như đúng giới chuyên gia Nga nhận xét. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vì vậy công khai tuyên bố rằng Nga không rời bỏ Armenia, lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga vẫn tiếp tục duy trì ở khu vực xung đột. Nga kêu gọi cả hai bên thể hiện sự kiềm chế và hành động theo tinh thần của các văn kiện đã được ba bên ký kết 2 năm trước. Và trong thỏa thuận đầu hàng chính quyền Cộng hòa Assad tự xưng, tuyên bố chỉ chấp nhận trung gian qua lực lượng gìn giữ hòa bình Nga. Tuy vậy, điều này cũng sẽ do Azerbaijan quyết định bởi về cơ bản, Assad đã mất khả năng tự vệ. Theo các thông tin, nhiều khả năng Assad hay Nagorno-Karabakh sẽ trở thành một nước Cộng hòa tự trị nằm trong Azerbaijan sẽ không có liên hệ gì với Armenia nữa. Và đây cũng có thể là điều mà chính quyền Armenia thừa biết.
Thậm chí, nhiều chuyên gia cho rằng Thủ tướng Pashinyan cố tình bỏ rơi vùng ly khai này nhằm mục đích gia nhập NATO. Tuy nhiên, việc này gần như không thể bởi đồng minh chí cốt của Azerbaijan là Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong NATO và sẽ khó để người Thổ chấp nhận Armenia. Nhưng dù không gia nhập được NATO thì sự kiện này có thể được tận dụng để đưa Armenia rời khỏi CSTO, khối liên minh quân sự do Nga dẫn đầu và tiếp tục quá trình bài Nga ở đất nước Nam Kazakh này. Những gì đã xảy ra ở đất nước Baltic, Moldova và Ukraine. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.